nguy hiểm. Các bạn hãy làm theo các bước sau đây nếu gặp tình trạng này. Về cái vấn đề mà điện thoại tự nhiên bị khóa rồi đòi tiền chuộc mua cây á, thì theo hiểu biết của mình thì đây không phải là botnet hay virus gì đâu các bạn. Thật ra cái nguyên nhân gây ra lỗi này á, là do chủ nhân của điện thoại đã cấp quyền cho một ứng dụng chứa mã độc được cài cắm bởi những kẻ lừa đảo. Nó có khả năng tự khởi động và hiển thị toàn màn hình. Những ứng dụng độc hại này á, thường được cài thông qua file APK nên chỉ Android mới bị, còn iPhone thì không. Mặc dù vậy, mình biết một cách có thể khắc phục hiệu quả vấn đề này rất dễ dàng mà không cần phải reset máy gây mất dữ liệu như bạn trong video đã chia sẻ. Nếu mà bạn gặp cái tình trạng này á, bạn chỉ cần đưa điện thoại vào chế độ an toàn bằng cách tắt nguồn, sau đó khởi động lại. Khi màn hình khởi động bắt đầu hiện ra, bạn bấm giữ phím âm lượng cho đến khi điện thoại khởi động xong là được. Ở chế độ an toàn á, thì điện thoại sẽ được khởi động lại một cách sạch sẽ, không có app thứ ba nào được phép hoạt động. Nhờ đó mà chúng ta có thể tìm gỡ cài đặt ứng dụng gây lỗi, sau đó thoát chế độ an toàn là xong. Chi tiết về cách xử lý vấn đề